Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn thực hành sửa một cái đèn led bị nhấp nháy. Thì trong nhà các bạn có hay xài nhất là mấy cái đèn tip letter 8, led bulb hoặc là những cái led âm trần á, thì một cái hiện tượng rất hay xảy ra là cái đèn led của mình nó hay bị nhấp nháy. Ở đây mình sẽ có hai cái nguyên nhân xảy ra và mình sẽ kiểm tra từng phần. Thứ nhất của mình đó là cái nguồn led driver. Cái phần thứ hai là phần chip led nha các bạn. Đây những cái mạch này mà nguồn led driver. Một là nó hư cái mạch. Hai là nó hư những con chip led. Thì những con chip led này á, nó bị rò rỉ á, bên trong thì nó sẽ làm cho cái đèn led của mình nó bị nhấp nháy. Mặc dù cái nguồn của mình đó, nó các bạn đo điện áp nó ra nó ok. Thì thứ nhất á, mình sẽ đi kiểm tra cái nguồn led driver. Các bạn kiểm tra khi mà các bạn tháo ra, quan sát cái tụ lọc nguồn nè. Cái tụ lọc nguồn là tụ lớn nhất của nó. Cái tụ này thông thường có giá trị là từ 6,80 microfarad trở lên nha các bạn. Đồng thời cái điện áp làm việc của nó là tầm khoảng là 400V DC. Đây là tụ hóa phân cực nha, là cái tính âm dương nè. Như ví dụ cái tụ này mình có giá trị thông số là 8,2 microfarad 400V. Thì trước tiên các bạn cầm trên tay một cái nguồn led driver, các bạn quan sát nhất là cái tụ cho mình. Một số trường hợp á, các bạn cả nhìn thấy nè, cái tụ của mình á, tụ lọc nguồn nào nó bị phồng, bị phù như này à. Thì đây là một cái dấu hiệu đã các bạn nhận biết được có khả năng cái nguồn led driver của mình á nó hư ha. Cụ thể ở đây á là nó hư cái tụ lọc nguồn, nó làm cho cái điện áp nó ra không ổn định. Thì đây ở đây á, các bạn nhìn thấy cái tụ mà bị phù á, thì các bạn phải tháo ra cho mình. Rồi các bạn nhớ, các bạn thay cái tụ tốt mà có giá trị á, cái điện áp làm việc của nó nè. Như ở đây á, nó ghi là 400V, thì các bạn sẽ chọn đúng giá trị này nha các bạn, là từ 400V nè. Còn cái giá trị mà điện dung của nó, các bạn nhìn trên đây là tối thiểu á, nó phải bằng như đây là 8,2 mi, thì các bạn có thể chọn của tụ á, là phải 8,2 mi trở lên. Các bạn có thể lấy cái tụ giá trị 10 mi nào, 15 mi, các bạn thay vô là ok hết nha. Thì đây là cái nguyên tắc để mà các bạn phải lựa chọn. Cái thứ hai á, đối với những con IC nguồn led driver á, nếu mà nó có những cái tụ mà lọc nguồn á, thì các bạn cũng kiểm tra luôn. Đặc biệt là những cái tụ lọc nguồn ngõ ra nè. Mấy cái tụ này các bạn kiểm tra tương tự cho mình nha. Trong trường hợp mà nó bị phù, bị phồng á, thì các bạn thay thay thế vô luôn. Rồi. Thế thì những cái tụ mà không bị phồng bị phù á, thì các bạn có nên kiểm tra không? Mình khuyên các bạn là, một lời khuyên là các bạn nên tháo ra, các bạn kiểm tra hết luôn nha. Hai cái tụ này cho dù nó không bị phồng bị phù á, thì các bạn tháo ra. Tại vì những cái tụ này á, nó bị khô á, nó sẽ không còn chức năng nạp xả nữa. Thì các bạn nên tháo hai những miếng cái tụ hóa này ra nè. Bạn tháo ra bo rồi các bạn kiểm tra. Như ở đây á, mình ví dụ đi, cái tụ này mình tháo ra khỏi bo rồi, các bạn dùng một cái đồng hồ kim cho mình, các bạn có thể chỉnh thang đo nha,
nhân 10 nào, hoặc nhân 100 ha. Rồi các bạn đo cái độ nạp xả của tụ thang đo điện chở nha. Nãy các bạn nhìn kim á, nó nhích lên, nó nhích lên và nó xả dần về không á, là cái tụ đó ok. Còn những cái tụ mà nó không xả về không á, thứ nhất là bị rò rỉ, cái thứ hai là nó bị khô. Đây nè, bắt buộc nó phải xả về không, nó nạp và nó xả nha. Kim á nó sẽ nhích lên, nó tăng và nó về không á, là những cái tụ đó còn tốt. Thì đối với những tụ phòng, tụ phù á, thì các bạn tháo ra là bắt buộc rồi. Còn đối với những cái trường hợp mà tụ không bị phòng bị phù á, thì các bạn cũng nên tháo ra luôn, các bạn kiểm tra. Từ cái tụ này tháo ra rất dễ, lấy các bạn lấy mẫu hàng các bạn chích vô. Trung mạch đó có 1-2 tụ thôi, thì các bạn tháo ra, nhất là tụ lọc nguồn này, hay là cái tụ lọc nguồn ra, thì mình tháo ra mình kiểm tra cái khả năng nạp xả của tụ á, sau đó mình hàng lại vô ha. Đây là cái bước thứ nhất. Tiếp theo các bạn nên đo nóng cho mình. Các bạn nên đo cái điện áp ngõ ra không tải và cái cường độ dòng điện ngõ ra không tải cho mình nha. Đo được cái hai dòng thông số này, coi coi nó có thay đổi nhiều không. Trường hợp mà cái nguồn led driver này nó bị lỗi á, thì cái điện áp ngõ ra nó sẽ thay đổi luôn nha các bạn. Còn đây là các bạn nên nhớ là cái nguồn led driver, có thể nếu mà nó dùng mạch nguồn led driver mà dùng IC á, thì nó là nguồn dòng ha. Còn một số mạch đó nó dùng mạch nguồn hạ áp thôi, nó không dùng IC. Thì đây các bạn nên đo điện áp ngõ ra không tải và cái đo được cường độ dòng điện không tải cho mình. Là hai thông số này các bạn nhìn thấy trên đồng hồ nó có thay đổi nhiều không. Nó thay đổi là cái mạch đó các bạn nên nghi ngờ là nó có vấn đề, thì các bạn nên kiểm tra lại. Ở đây mình sẽ tiến hành mình đo nóng, có nghĩa là đo điện áp ngõ ra không tải và cái cường độ dòng điện không tải. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái đầu nối nhanh nha các bạn, và một cái dây nguồn ha. Thì cái đầu nối nhanh á, này mình sẽ nối vào hai cái đầu ngõ ra cộng trừ của nó. Rồi còn hai dây nguồn AC ngõ vào á, thì mình nối với cái dây đầu nối nhanh của dây nguồn thôi, để mình tiến hành mình đo cái điện áp ngõ ra và cường độ ngõ ra không tải. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái đồng hồ. Đây các bạn nên lựa chọn mấy cái đồng hồ số cho mình nha, để các bạn xem ngoài cái điện áp ngõ ra với dòng điện ngõ ra có thay đổi nhiều không, nó sẽ báo lên ha. Rồi mình sẽ vặn cái đồng hồ khoảng 1000 mô DC. Rồi đầu ngõ ra các bạn có thể kết nối que đỏ nối với đầu đỏ và đầu dương ha, que đen nối đầu âm. Rồi mình tiến hành mình lấy cái ổ cắm ha, mình cắp nguồn vô, mình đo xem coi cái điện áp ngõ ra nó bằng bao nhiêu. Các bạn nhớ quan sát nha, đừng để cho nó chạm chập cái gì hết á. Rồi mình bật nguồn lên. Rồi mình đo được cái giá trị nè các bạn, khoảng 289V ha. Các bạn nhìn á, khi mà đo bật cái này lên á, thì các bạn nhìn cái thông số này á, nó chênh lệch không có nhiều nha các bạn. Nó có thể nó dao động một xíu nhưng mà nó không nhiều. Còn trường hợp mà cái nguồn led driver của mình á, nó bị lỗi, thì cái giá trị này nó nhảy liên tục nha, nó nhảy cái giá trị cao hơn nhau. Ở đây ví dụ nó nhích là khoảng 89-90 thôi. Còn những cái nguồn led driver mà nó bị lỗi á, thì các bạn nhìn nè, cái giá trị điện áp ngõ ra nó dao động, cái mức độ dao động của nó khá lớn ha, nó nhảy nhiều chứ không phải nó nhảy như ở đây là chỉ có 1V thôi.
Rồi như vậy là cái nguồn nè các bạn đo là ổn định rồi. Rồi tiếp theo các bạn đo cường độ dòng điện ó ra cho mình luôn. Đây, mình sẽ bật nguồn lên mình đo cái cường độ dòng điện ó ra luôn nha. Cái giá trị của mình á là đo được là khoảng là 0,11A, có nghĩa là 110mA. Cái nguồn đây là nguồn dòng nha các bạn. Thì dòng ó ra nó không thay đổi ha. Có trường hợp mà cái nguồn này nó bị lỗi á thì cái dòng này nó sẽ nhảy nha các bạn. Nên các bạn đo cái dòng này nó cố định như vậy là cái nguồn này tốt. Những trường hợp mà cái nguồn dòng này nó thay đổi thì chắc chắn là nguồn này bị lỗi rồi, nó sẽ làm cho đèn led của mình nó bị nhấp nháy. Nên đây là hai bước để mà các bạn đo kiểm tra cái nguồn led driver của mình nó có bị lỗi hay không ha. Như vậy là cái bước mà kiểm tra nguồn led driver của mình là thành công. Nè, nó có hai phần á. Thì cái phần thứ nhất của mình á, cái nguồn led driver là các bạn kiểm tra nếu mà thỏa mấy cái thông số này nè. Cái tụ của mình á ok, đo là không bị rò rỉ hay nó sẽ khả năng nạp xả nó ok. Thì các bạn đo thì có tả không tả cho mình và cái điều này không tả cho mình. Còn nó có thay đổi nhiều không nha. Cái nguồn đối với nguồn led driver nó bị lỗi á, thì hai giá trị này, nhất là cái cường độ dòng điện ó ra nè, nó sẽ thay đổi nhiều lắm, chứ nó không có đứng yên như cái trường hợp vừa rồi mình đo. Thì đây là cách kiểm tra cái nguồn led driver. Còn phần thứ hai là phần kiểm tra chip led dán HMD đối với những thanh led này nè, hoặc đối với những cái vỉ led như led bulb. Thì đây cái nguồn led driver này các bạn nhớ các bạn dùng tua bít xả điện cho tụ nha. Chứ nó còn lưu điện á, các bạn sờ vô nó hơi bị giật tê tê tí. Ở đây mình tháo ra. Để mà kiểm tra cái chip led bị rò rỉ á, thì đối với một số cái đèn led mà nó dùng mấy chip led rời này nè, hoặc là những cái chip led mà tích hợp led cốp á, thì các bạn kiểm tra tương tự. Led cốp á thì nó tích hợp nguyên chip led lớn rồi, thì mình chỉ còn tháo cái chip led đó ra thôi. Còn đối với những chip led rời như thế này á, thì các bạn kiểm tra nè, các bạn nên dùng một cái dây đồng á, các bạn hào vào mạch ha, để mà các bạn câu nối tắt. Ví dụ là một cái nhánh led này à, hoặc là một cái vỉ led, cho một nhánh nó sẽ gồm hai con chip led mắc song song với nhau, rồi nối tiếp với hai con chip led mắc song song với nhau thành một dãy, nguyên một dãy như thế này. Thì các bạn câu dây đồng sao, các bạn câu, có thể các bạn câu nhanh á thì các bạn câu một lúc là bốn con chip led, là ví dụ mình giả sử đi hai chip led này á nó song song với nhau, rồi nó sẽ nối tiếp với hai chip led này. Thì các bạn câu hai nhánh nè. Ở đây nếu các bạn câu nhanh thì các bạn câu hai nhánh là bốn chip led, hoặc là đơn giản là thì các bạn câu một nhánh thôi, thì chỉ có hai chip led mắc hai đầu này nè. Led bulb á thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Nó cũng có hai chip led mắc song song với nhau rồi nối tiếp ha. Rồi ở đây mình sẽ thực hành. Các bạn lấy cho mình một con dao nhỏ nhỏ, dao rọc giấy hoặc là cái lưỡi lam gì cũng được. Chứ đây một thanh led nè các bạn. Ở trên đây á mình có hai chip led ha. Một nhánh của nó là hai chip led này mắc song song với nhau rồi nối tiếp với hai chip led. Các bạn lấy một cái lưỡi dao á, các bạn cạo đây nè, cạo sát nha, sát với chân này, các bạn cào cho nó chóc cái phần sơn ra thôi trên cái bo mạch in đó, chứ các bạn không được cạo cắt đứt nha. Các bạn cạo cho nó sơ sơ, nó chóc cái đường đồng ra thôi. Rồi mình cạo nè,
trường hợp mà cái đèn led của mình nó bị sáng yếu á, hoặc là nó bị nhấp nháy, thì các bạn làm tương tự để các bạn loại trừ cái khả năng mà chip led nó bị rò rỉ ra. Cạo cho nó tách cái phần đồng ra thôi, chứ cạo đừng cạo đứt nha. Tiếp tục, đây là hai chip led nè, cạo hai phần đầu. Một nhánh của mình có hai chip led mắc song song với nhau. Đây là một nhánh của mình nè, hai con. Rồi đến phần này á, các bạn có thể cào cộng phần bốn con ha, sát sát cái mép này luôn nha, còn đừng có động chạm đến chip led, cào gần sát thôi. Từ nguyên đường này nó mắc nối tiếp với nhau á. Rồi các bạn lấy cái mỏ hàng, các bạn chấm chì cho mình, chấm cái vị trí di động mà các bạn vừa cạo á, đã tí nữa mình câu di động vô. Các bạn có thể dùng dây chì á, các bạn xi lên nha. Ở đây mình dùng một ít mỏ hàng cũng được. Mình chấm cho đúng cái vị trí mà cái phần đồng á, nó lòi ra mình vừa cạo á. Rồi các bạn lấy dây chì các bạn xi vô. Xi ít thôi nha các bạn, cho nó ăn chì thôi. Các bạn nên làm bên ngoài nha, đừng có đụng chạm gì đến cái phần chip led. Rồi như đây các bạn thấy nè, có hai con chip led là trong một nhánh đó, nó mắc song song với nhau. Thì các bạn chấm ngay cái hai chỗ mũi hàng á, mình mở hàng á, là hai chip led nè. Rồi sau đó nó sẽ nối tiếp với hai chip led nữa mắc song song với nhau. Đây. Thì các bạn có thể câu nối tắt từ một nhánh hoặc là hai nhánh liền lúc là bốn con chip led ha. Thì đối với đèn led bulb á, mình khuyên các bạn là nên hàng chỉ cần hai con chip led thôi. Còn đối với như thanh led dài này á, thì các bạn có thể hàng bốn con chip led một lúc được. Trong trường hợp mà các bạn hàng hai con chip led á, thì các bạn lấy dây đồng ngắn cho mình thôi. Mình hàng vô nha. Hàng cho đúng vị trí của nó thôi. Hàng phía bên ngoài nha, đừng có động chạm đến chip led của mình đó. Rồi, như vậy đã xong nha các bạn. Ở đây mình hàng một nhánh ha. Một nhánh của mình là hai con chip led mắc song song với nhau. Thì tiếp ở đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô. Cái nguồn led driver này nó có hai chân âm chân dương, thì các bạn hàng cho đúng vị trí của nó. Rồi tiếp đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn nha các bạn. Mình lấy một ổ cắm ha, mình cấp nguồn cho nó. Nè các bạn thấy không, cái phần mà mình nhìn dưới cái dòng á, mình câu mà nối tắt á, trường hợp mà nguyên cái dãy led này á nó sáng luôn. Trường hợp là đối với những cái đèn led của các bạn á, nó bị sáng yếu sáng mờ, hoặc là nó đèn led nó bị nhấp nháy á, thì khi mà chip led nó bị rò rỉ á, các bạn câu đầu nối tắt là
mà cái nguyên cái thanh led này á, nó sáng như thế này ngay cái vị trí mà các bạn câu nối tắt, là các bạn có thể xác định được con chip led này của mình á, chỗ này nó bị rò rỉ thì các bạn thay con chip led tốt, là chắc tay chắn là cái đèn led nào mình nó sáng như. Còn trường hợp á, mà khi mà các bạn câu nối tắt như vậy á, nó làm cho cái đèn led của mình nó vẫn còn bị nhấp nháy, là các bạn có thể khẳng định là chip led này có thể tốt ha. Thì vị trí hư á, nó không quả nằm ở đây, thì các bạn có thể tiếp tục các bạn kiểm tra. Mình giả sử đi vị trí này á, nó không làm cho cái đèn led của mình sáng lại, thì tất nhiên là nguyên nhân chip led của mình á, nó không bị hư chỗ này. Thì các bạn di chuyển vị trí sang vị trí cái nhánh kế tiếp. Đây, mình tới tiến hành mình xả cái đầu, một cái đầu ra nha các bạn. Nè, một đầu mình đã xả ra rồi. Thì các bạn hàng nối tiếp vô. Cái phần chip led thứ hai á, lúc nãy mình đã cạo, mình chấm chì ở đây rồi. Giờ mình chỉ cần xi vô, mình hàn cho nó dính thôi. Rồi, như vậy là xong nha. Mình đã chuyển sang cái nhánh thứ hai, nhánh thứ đầu tiên á, tại vì mình kiểm tra là cái đèn led nó vẫn, ví dụ mình giả sử đi, đường led của mình nó vẫn còn nhấp nháy thì không phải nguyên nhân cái nhánh thứ nhất, thì mình chuyển sang cái nhánh thứ hai. Cho đến khi nào á mà các bạn chuyển sang cái nhánh khác á, mà cái đèn led của mình nó sáng lại á, chứng tỏ là cái nhánh đó nó bị hư chip led, thì các bạn thay chip led nha. Ở đây các bạn tiếp tục các bạn cấp nguồn vô. Đây mình đã chuyển và sang nhánh thứ hai rồi. Cái nhánh vừa mình giả sử nhánh thứ nhất nó ok. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Đây là mình chuyển từ cái nhánh thứ nhất sang đến nhánh thứ hai. Cái nhánh thứ nhất của mình nó sáng, nhánh hai mình nó tắt, là mình câu nối tắt vô á. Thì các bạn cứ dò lần lượt cho đến khi á cái đèn led của mình nó sáng như thế này, thì cái nhánh của mình mà khi mà các bạn câu nối tắt vô mà nó làm cho đèn sáng hoặc là nó không còn bị chấm nháy nữa, thì chắc chắn á là cái nhánh led đó bị hư, mình cần thay chip led vô nha. Đây là cái cách câu dây đồng nối tắt để mà loại trừ cái nguyên nhân làm chip led hoặc là cái đèn led của mình nó bị chấm nháy. Đó, cái trường hợp mà cái nhánh thứ hai của mình á nó vẫn còn nhấp nháy, thì các bạn cứ loại trừ, các bạn cứ tắt nhánh thứ hai, các bạn chuyển qua nhánh thứ ba, nhánh thứ tư. Rồi đối với những cái đèn led thanh này á mà nó dài á, thì các bạn có thể dùng một cái dây di động dài hơn nha. Các bạn câu á từng 4 con chip led một. Nè, một lần á là 4 con chip led. Khi mà các bạn câu đến vị trí nào á mà cái đèn led của mình á nó không còn bị chấm nháy hoặc không, là nó sáng hơn á, thì cái vị trí chip led nó bị hư, thì mình sẽ dùng dây đồng câu để mình xác định được những con chip led nào rò rỉ nó làm cho đèn led của mình bị chấm nháy. Những cái đèn led búp của mình á, các bạn làm tương tự nha, nhưng mà mình khuyên các bạn là chỉ cần câu tại vì số lượng chip led nó ít hơn so với đèn led thanh này, thì mình mỗi lần mình làm á, mình chỉ cần câu 2 con chip led thôi. Các bạn không nên câu 4 con ha. Còn những đèn led tiếp led T8 này á, thì các bạn có thể dùng di động dài hơn, các bạn câu một lần là 4 con chip led. Làm vậy cho nó nhanh. Rồi, và là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn sửa cái đèn led nhấp nháy nha, bằng cách các bạn kiểm tra cái nguồn led driver nè. Như các bạn phải tháo cái tụ lọc nguồn ra, cho dù cái tụ lọc nguồn của nó không bị phồng bị phù, thì các bạn quay tháo ra nha. Các bạn đo cái khả năng nạp xả điện của tụ á, coi nó tốt hay không,
Rồi sau đó các bạn kiểm tra cái điện áp ngõ ra không tải và cường độ dòng điện ngõ ra không tải cho mình. Đo coi nó có ổn định, nó có trồi sụp hay không. Nhất là cái cường độ dòng điện ngõ ra không tải nè, nó phải giữ nguyên nha, không thay đổi nha. Nó phải thật sự ổn định, vì đây là nguồn dòng cấp dòng cho cái nguyên dãy led này. Trường hợp mà nó bị thay đổi á, là chắc chắn là cái mô nguồn của mình có vấn đề. Thì các bạn kiểm tra tập trung. Trong mạch đó nó có 2-3 tụ đồng nguồn đó, thì các bạn tháo ra hết, các bạn kiểm tra. Thì đây là phần nguồn led driver. Còn cái phần chip led chắn MD nó bị rò rỉ, nó làm cho cái đèn led của mình nó bị nhấp nháy. Mặc dù cái nguồn của mình ok, thì các bạn dùng một cái dây đồng các bạn câu nối tắt nha. Thì tùy vào cái số lượng led á, như led thanh này á, thì các bạn có thể dùng câu dây đồng câu 4 chip led một lúc. Hoặc đối với led bulb này á, các bạn chỉ cần câu 2 chip led này. Thì đến vị trí nào á, mà cái đèn led của mình nó không còn bị nhấp nháy hoặc nó sáng, thì trường hợp đó là cái vị trí chip led nó làm bị rò rỉ, các bạn phân biệt được. Rồi các bạn dò tìm, các bạn thay thế. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.